365 ngày chuyển động với những thông tin nông nghiệp được ban biên tập chọn lọc đến bà con và quý khán giả mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Hôm nay, thông tin nóng mà ban biên tập tổng hợp là gì? Mời bà con và quý khán giả điểm qua các thông tin đáng chú ý sau đây. Giá heo hơi vẫn giữ ở mức cao sau Tết, miền Nam tăng mạnh đỉnh điểm. Thị trường cà phê đi ngang, còn hồ tiêu có khởi sắc hơn không? Nông dân trồng hồ tiêu thấp thỏm. Lan vũ nữ Lâm Đồng xuất ngoại, thị trường hoa tươi đang hướng đến chất lượng. Trồng nấm hướng đạt chuẩn Việt Gáp tại Lạc Dương. Như mùa tác địa bắt cá miền Tây, nét đẹp bao đời của ông cha được gìn giữ. Thị trường nông nghiệp trong ngày hôm nay mở đầu với thị trường heo hơi các vùng miền. Nguồn cung mặt hàng thịt heo năm 2019 được cung cấp bởi những doanh nghiệp hoặc các trang trại gia công chiếm tỷ lệ cao hơn so với năm 2018. Thậm chí, có những địa phương nguồn cung từ các doanh nghiệp lên đến 80-90%. Chính vì phụ thuộc nguồn cung từ các công ty doanh nghiệp nên khi các công ty doanh nghiệp chăn nuôi này chưa mở cửa hoạt động bình thường mà nhu cầu tăng cao nên giá heo cứ nhảy giọt. Theo ghi nhận, giá heo hơi tại miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Giá heo hơi lúc này có hơn từ 25-30%. Cụ thể, giá heo biến động tại các thị trường như sau. Bộ Công Thương cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 2 năm 2019, giá heo hơi trong nước tăng so với cuối tháng 1. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 47.000 đến 50.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, tăng 2.000 đồng một ký. Giá heo hơi tại miền Nam tăng mạnh nhất. Tại Cà Mau, giá heo tăng lên 55.000 đồng một ký. Trà Vinh từ 53.000 đồng một ký tăng lên 56.000 đồng một ký. Long An tăng từ 52.000 đồng lên 55.000 đồng một ký. Nông dân các vùng trồng cà phê, hồ tiêu đang thấp thỏm ngóng giá. Chúng tôi mời bà con và quý khán giả, nhất là bà con các tỉnh vùng Tây Nguyên theo dõi thông tin sau đây. Ghi nhận mới nhất, giá cà phê nguyên liệu khu vực Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 đồng đến 33.000 đồng một ký. Cụ thể, giá cà phê tại huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, Duy Linh, Lâm Hà ở mức 32.300 đồng một ký. Trong khi đó, giá cà phê tại Đắk Lắk dao động trong khoảng từ 32.800 đồng đến 33.000 đồng một ký. Nông dân trồng cà phê sẽ buồn hơn khi giá tiêu tiếp tục giảm, còn khoảng 45.000 đến 46.000 đồng một ký. Cụ thể, giá tiêu tại Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu giảm 1.000 đồng, giảm xuống mức 46.000 đồng một ký. Tương tự giá tiêu tại Đắk Lắk, EA Hờ Leo, Đắk Nông, Gia Nghĩa, Bình Phước giảm 1.000 đồng, còn ở mức 46.000 đồng một ký. Giá tiêu tại Đồng Nai, Bình Phước đứng ở mức 46.000 đồng một ký. Mỗi vùng, bà con có niềm vui, nỗi buồn khác nhau. Nếu bà con tại thủ phủ Thanh Long, tỉnh Bình Thuận đã từng buồn bã, điêu đứng vì Thanh Long đổ đóng, giá rẻ bèo, thì từ Tết đến giờ, bà con rất vui vì Thanh Long được giá. Hiện nay, diện tích Thanh Long của tỉnh Bình Thuận gần 30.000 ha, sản lượng đạt hơn 500.000 tấn một năm. Đầu ra trái Thanh Long phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, hơn 80% sản lượng được xuất khẩu sang thị trường này theo đường tiểu ngạch, giá cao do nhu cầu xuất khẩu tăng. Thời điểm hiện tại, giá bán thanh long ở Bình Thuận dao động từ 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Hiện tại giá thanh long tăng từ 2-3.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm 2018. Trung bình 1 hectare thanh long, người nông dân thu hoạch được khoảng 10 tấn trái. Sau khi trừ chi phí chăm sóc, nhân công, người dân thu lợi hàng chục triệu đồng, từ 40-50 triệu đồng 1 hectare. Thị trường một số loại nông sản xuất khẩu để bà con có thông tin kịp thời tính toán chi phí sản xuất và lợi nhuận. Đặc biệt là kịp thời chọn loại cây con sản xuất phù hợp từng thời điểm. Bây giờ bà con cùng Sơn Hiền và Huỳnh Như về vùng Cà Mau, một tỉnh ở vùng bán đảo Cà Mau. Về đây không phải để ăn đặc sản cua biển nữa, mà là thưởng thức rau bồn bồn, một loại rau mọc hoang dại ngoài đồng. Từ lâu, bồn bồn Cà Mau được xem là rau sạch, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, được người tiêu dùng ở nhiều vùng miền trong cả nước biết đến và tin dùng. Thấy được lợi thế này cho nên là gần đây, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau khuyến cáo nông dân ở một số vùng ngọt ở Cà Mau trồng cây bồn bồn, song hành với việc là xúc tiến xây dựng thương hiệu và làm giàu từ loại rau tưởng chỉ dành cho nhà nghèo ăn mà lại thành ra đặc sản.
Sau nhiều nỗ lực, diện tích trồng bồng bồng ở Cà Mau hiện đã phát triển lên hơn 100 hectare. Trong đó, Cái Nước là huyện có diện tích trồng cây bồng bồng lớn nhất ở Cà Mau với khoảng 90 hectare. Quy mô hơn 155 hộ dân tham gia. Năm 2016, nhãn hiệu bồng bồng Cái Nước được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể với tên gọi sản phẩm bồng bồng Cái Nước Cà Mau. Từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể đến nay, sản lượng bồng bồng tiêu thụ ra thị trường tăng lên rõ rệt, phát huy giá trị hàng hóa. Được biết, người nông dân trồng theo hợp tác xã và mỗi tháng giao cho khách hàng hàng tấn bồng bồng. Nông hộ ở Cái Nước còn tận dụng mặt nước trồng cây bồng bồng để kết hợp nuôi tôm càng xanh, cá đồng và nhiều loại cá nước ngọt khác để nâng cao thu nhập. Nhờ đó, nông hộ trồng bồng bồng có mức thu nhập trung bình từ 100 đến 120 triệu đồng một hecta mỗi năm. Muốn có được những cọng bồng bồng ngon, ngọt thì nông dân phải lặn lội ruộng cắt dày và lột ra. Cảnh lội ruộng không quá xa lạ với nông dân miền Tây. Nông dân lội ruộng bắt cá cũng là một nét đẹp dân dã, có nhiều du khách đến đây thích ngắm và trải nghiệm cảnh này lắm. Tác địa bắt cá cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh, nhưng ở đó còn là nét văn hóa đẹp ở miền Tây được cha ông lưu giữ và truyền đến hôm nay. Chúng ta cũng hiếm mà bắt gặp được cảnh này đúng không Sơn Hiền? Hồi nhỏ thì tôi cũng lục lăng với đồng ruộng lắm, cho nên là tôi cũng biết bắt cá. Thưa quý khán giả và bà con, khi mùa khô đến, nước trên các đồng lúa bắt đầu cạn dần, cũng là lúc cá đồng lũ lượt rút vào các ao đìa để trú ẩn. Nhất là mùa nước nổi vừa đi qua thì cá từ đồng ruộng xuống kênh mương rất là nhiều. Trước và sau Tết là lúc bà con nông dân thu hoạch cá. Nếu mà ai chưa từng một lần biết tác địa bắt cá cạn thì mời xem hình ảnh hiếm gặp ngay sau đây mà một lần may mắn phóng viên chương trình đã ghi nhận được tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang những ngày sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mời bà con và quý khán giả xem ngay sau đây. Những ngày sau Tết, gia đình của ông Cần lại rút nước bắt cá trong cái đìa này. Sau 3 ngày chuẩn bị cho việc dọn lục bình, bơm nước và nửa ngày hì hục kéo lưới, những con cá đồng nặng ký được bắt lên trong sự hồ hởi của mọi người. Vì tác như vậy thì thấy năm nào trúng mùa gì thì thấy vui lắm, thấy mừng lắm. Thấy năm nay lượng cá có thể nhiều hơn năm rồi, đa số là cá lóc với cá gằn, cá rô đồng, nó vậy đó. Cá thiên nhiên ở vòng vòng đây thì cũng còn nhiều lắm. Phấn khởi là bởi chỉ từ việc tác đìa, gia đình ông Cần kiếm được vài chục triệu đồng mỗi năm mà không phải bỏ một đồng vốn nào. Bên cạnh việc thu hoạch bông cũng như ngó sen thì bình thường ông sẽ mở đường nước để nhựa cá đồng vào ở và cứ để cho cá nằm yên trong rọ. Sau một năm, khi cá đã quen chỗ ở, trước ngày tác lung khoảng một tháng thì bắt đầu đóng đường nước và bắt cá bán. Năm nay, gia đình ông bắt được gần 200 kg cá đồng. Với giá mỗi ký cá lóc là 110.000 đồng, cá rô mỗi ký 30.000 đồng. Các loại cá trắng khác cũng hơn 20.000 đồng một ký. Thương lái tìm đến tận nơi để cân. Có nguồn thu nhập đáng kể là một chuyện. Điều đáng quý ở đây đó chính là bà con biết bảo vệ và gìn giữ nguồn cá đồng có được. Bà con chỉ bắt những con cá lớn, con cá nhỏ thì thả lại, tiếp tục nuôi dưỡng nên nguồn cá có được cứ ngày một nhiều thêm. Mình bắt cá nhỏ nhỏ mình thả trở lại. Từ cá nhất cá nhì, cá ba mình bỏ trở lại. Cá nhất thì từ 300 gram trở lên, cá nhì thì 250. Tác địa từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống của bà con nơi đây. Lượng cá bắt được giờ đây không còn nhiều như ngày xưa. Nhưng đối với bà con, tác địa không quan trọng là kiếm được bao nhiêu con cá, mà ẩn sâu trong đó còn là gìn giữ nét đặc trưng trong đời sống, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang ngày càng cạn kiệt. Tác địa mương bắt cá đồng được các địa phương đồng bằng sông Cửu Long gìn giữ và kết hợp làm du lịch canh nông, du lịch sinh thái miệt vườn, thu hút khách đến rất đông. Bên cạnh những sản phẩm du lịch đặc thù như tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, việc phát triển khai thác tiềm năng, lợi thế của du lịch canh nông là hướng đi mới mà Lâm Đồng cũng đang hướng tới. Nhưng khác với miền Tây, du lịch canh nông ở Lâm Đồng là việc kết hợp các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích trên 51.700 hectare, đứng đầu cả nước áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, sẽ rất thuận lợi để nông dân Lâm Đồng làm giàu từ mô hình này. Tại Đà Lạt, hiện có 3 làng hoa đã được công nhận làng nghề truyền thống, gồm Vạn Thành, Hà Đông, Thái Phiên.
du lịch canh nông tại Đà Lạt Lâm Đồng hấp dẫn bởi các mô hình đều ứng dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm đặc thù, mới lạ, mẫu mã đẹp, an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Khâu chăm sóc được thực hiện bằng công nghệ tự động, điều khiển bằng máy tính. Hiện có 19 nông sản được đăng ký thương hiệu và hơn 940 trang trại, 5 làng hoa truyền thống. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành bộ tiêu chí công nhận mô hình tuyến du lịch canh nông, điểm du lịch canh nông. Toàn tỉnh đã công nhận 23 điểm du lịch canh nông. Kính thưa bà con, nông nghiệp Việt đang từng bước phát triển, được minh chứng bởi những sản phẩm được nông dân sản xuất đã được các nước khó tính chấp nhận nhập khẩu. Hoa chịu được thời tiết của đất Lâm Đồng nên sinh trưởng phát triển tốt, hoa đẹp tạo sự khác biệt so với các vùng. Để có được những cành hoa xuất khẩu thì đó là một bước tiến tôi cho là rất thành công. Người có công đưa Lan Vũ Nữ một loài lan được cắt cành sang Nhật Bản, đó chính là ông Huỳnh Tấn Sơn, 49 tuổi ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, được nhiều người coi là siêu nông dân. Đúng vậy, siêu nông dân. Được biết, sau khi hoa đến Nhật sẽ được đưa lên sàn đấu giá, giá bán được bao nhiêu sẽ gửi về cho công ty. Công ty công khai giá bán được của lô hàng cho hộ liên kết. Sau khi trừ các khoản chi phí vận chuyển chiết khấu, còn lại là các thành viên tổ hợp tác, hộ dân được hưởng theo số lượng hoa mình cung cấp. Một mô hình liên kết hiệu quả, xin chia sẻ cùng bà con. Chuyện đưa Vũ Nữ lên sàn đấu giá ở đất nước mặt trời mọc của ông Huỳnh Tấn Sơn ghi một dấu ấn lớn trong giới chơi lan trong nước. Không chỉ mang lại cho ông thu nhập tiền tỷ mà còn giúp hàng chục nông hộ khác có thu nhập cao qua chuỗi liên kết trồng lan Vũ Nữ. Mô hình sản xuất của ông đã trở thành điểm tham quan của lãnh đạo, các bạn trẻ khắp nơi học hỏi khởi nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Mặt Trời của ông Sơn đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Lúc đầu, ông trồng hoa đồng tiền, cát tường, lily, hồng môn. Nhưng do thị trường bấp bênh nên ông quyết định đến giới lan hồ điệp, vũ nữ. Ông nhạy bén khi biết được nhu cầu lan vũ nữ ở Nhật Bản rất lớn, thế là ông về tập trung trồng xuất khẩu hoa. Cái hay của ông là biết liên kết với nông dân tại địa phương, đặc biệt làm chủ được khâu đóng gói, bảo quản hoa sau thu hoạch. Năm 2015, các nàng vũ nữ của ông chính thức xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản. Đến nay, ông có 46 hectare trồng lan vũ nữ, 40 hectare liên kết với 50 hộ nông dân khác, doanh thu bình quân từ 5 đến 6 tỷ đồng một hectare một năm, giải quyết việc làm cho 300 lao động. Để phát triển những sản phẩm nông nghiệp địa phương, bên cạnh sự tìm tòi học hỏi của mỗi nông dân, thì các công ty doanh nghiệp đã đi đầu trong việc chuyển giao kỹ thuật sản xuất đến người dân. Đó là trường hợp của công ty cổ phần Nguyên Long. Qua nghiên cứu với khí hậu ôn hòa của vùng Đạ Sa, Lạc Dương, công ty quyết định nhân giống trồng thử nghiệm nấm hương từ đầu năm 2011 và đã đi thực tế từ các nước như là Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc để học hỏi kinh nghiệm. 20 loài giống nấm hương và 4 giống nấm cẩm thạch khác nhau, công ty đã chọn ra mỗi giống một loại sinh trưởng phù hợp nhất để hoàn chỉnh quy trình nuôi trồng, thu hoạch đại trà. Đến nay, trên diện tích 1 hectare, công ty cổ phần Nguyên Long đã xây dựng 10 nhà sản xuất nấm hương, mỗi ngày thu hoạch trên dưới 200 kg nấm tươi và 800 mét vuông sản xuất phôi nấm giống trên một dây chuyền tự động, gồm các công đoạn đóng chai, đóng bịch, cấy giống, vô trùng, làm mát. Nấm hương đang là mô hình phát triển kinh tế của nông dân ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Hiện tại, công ty cổ phần Nguyên Long đang hợp tác và nhân rộng mô hình bằng cách chuyển giao kỹ thuật, bán giống và bao tiêu sản phẩm nấm hương cho 7 hộ nông dân trên địa bàn xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương. Sau khi cắt túi phôi nấm, nuôi tráng sợi, nâu khóa, người nông dân mang về chỉ cần lột bỏ túi ni lông và nuôi trồng theo điều kiện quy định. Nhà nuôi nấm phải thoáng, độ ẩm 70% tưới ngoài, đảm bảo ánh sáng thấp, không cần dùng bất kỳ hóa chất nào. Hiện nay, giá bán sản phẩm nấm hương trên thị trường rơi vào khoảng từ 30 đến 100 ngàn đồng tùy chất lượng nấm. Bình quân, nếu nuôi trồng đạt năng suất cho nấm loại A khoảng 70 ngàn đồng một ký, thì sau 2 tháng thu hoạch một vụ, nông dân có thể thu về 80 triệu đồng. Một vài mô hình nông nghiệp sản xuất ra những sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu tại Lâm Đồng cũng thay lời chào tạm biệt cho bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.